Na từ từ nha, anh bóc lên nóc, anh bóc lên nóc xuống nha. Ok. Thì khăn lên lúc đầu đi. Ơi, đây rồi, đây rồi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Nóc, 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 nóc. Trời ơi, bắn toàn đầu luôn. Cái chưa, cái chưa. Đâu rồi? Bò, 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 bò. Cái nhà có quá thịt xác luôn nè. Không được kìa. Hả? Nó lên vô ở đâu rồi? Ơ, đây nè, đây nè. Nha. Bắn toàn đầu cái gì? Cái gì? Các bạn ơi, hiện tại thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi. Nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Hey yo, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Heavy Free Fire. Mình là Game74. Mình là Nagame. Hello. Mình là KC. Và ngày hôm nay mình cùng Nagame sẽ giúp KC lấy được Puja trong trận đấu ngày hôm nay và cố gắng đạt được top 1 hoặc là nhiều kill nhất có thể. Ok. Nếu mà không đạt được thì mình cùng Na sẽ bị cả ba luôn nha. Nani? Nếu không đạt được Puja sẽ bị dùng dầu 10 cái trước camera. Đứng lên rồi xuống 10 cái, sáng đã tập thể dục hoài. Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, ta nên mà luyện tập. Nhảy đâu vậy? Ai mà biết được. Không lộn luôn đi. Ok. Anh đang chào mà Na để cho anh nhảy, anh bấm đại luôn đấy. Hình như có một team đúng không? Tên nờ dứa. Cái này thì em đoán là con gái sao, anh kiên thấy sao? Ai mà biết được. Là fan của tên nào? Anh đoán là... Ủa vui lắm hả cười? Anh đoán là fan của kia 74. Má đi. A few moments later. Ok, bây giờ mình đi... Mà bên dùng xanh đi. Ok. Ok, qua dùng xanh bắt. Tớ chị Casey biết dùng xanh là cái gì? Là chỗ nhiều đồ hả? Nó là chỗ có đồ xịn á. À thế à? Đi máy bay lần nào chưa? Đi máy bắn chứ. À vậy đi rồi. Wow. Đi 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 đi, đi theo bọn em này. Để em cho chị bay máy bắn. Ok ok. Đang ở với bạn dứa nè. Hello mấy cưng. Còn mới bắn chơi luôn này. Không biết qua nhảy đây không ta? Không. Đi gì cây vậy? Ở đây có người nè. Oh my god. Anh đang còn BDS nên bắn thầm lắm nha. Nói tiếng gì vậy cưng? Why are you running? Đau không chưa? Đau. Cây bơi nhờ. Đồng đội của bạn này qua vùng xanh đâu quá. À thế à? Rồi, cứu bên kia, cứu bên kia. Bắn qua lưng này, bắn qua lưng này. Ơi, bắn thẳng cái chỗ cứu luôn nha. Ok. Chị ơi, nhảy lên đây nè. Chị cái gì nhảy lên đây nè. Nhảy lên cái chỗ đó. Rồi, xong rồi đây. Ôi, AKS rồi. Ôi, AKS rồi. Đây, đây, đây. Đúng rồi. Vô này, trong nhà, vô này. Ok. Không phải, không phải, không. Amazing, good job em. Rồi, đập mìn luôn. Mày, mày, mày. Đúng quá. Nó là phải sung như vậy mọi người ạ. Chính xác. Hết rồi hả? Còn nóc, còn nóc. Ở nhà, có. Đến nhà có thôi. Lô 2. Na từ từ nha, anh bóc lên nóc. Anh bóc lên nóc xuống nha. Ok. Thì khăn lên lúc đầu đi. Ôi, đây rồi, đây rồi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Nóc, 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 nóc. Trời ơi, bắn toàn đầu luôn. Cái chưa, cái chưa. Đâu rồi? Bò, 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 bò. Cái nhà có quá thì xác luôn nè. Con người kìa. Hả? Ừ, bắn lên vô ở đâu ấy? Ơ, đây nè, đây nè. Nha. Bắn thật đấu cái gì? Cái gì? Mình không tin vào mắt mình, bắn ghê quá mọi người. Vỗ tay, vỗ tay. Từ khi Garena fit lại cái gì ta? Fit lại nút bắn bên trái, bắn được ấy mọi người. Nút bắn bên trái tự ghim tâm ấy. Giờ nó bắn kéo toàn đầu không à? Ghê nha. Để em lấy siêu xe chở chị nha. Ghê vậy. Bỏ anh kia một mình sao? Đúng rồi. Ơ gì cây vậy? Hello. Cho anh đi theo với, cho anh đi theo với. Rớt xe. Anh ngồi lên xe, đi từ từ này, đi từ từ. Cho đi với đợi chục. Đó, đó. Té à? Cái gì vậy trời?
đó, đó, thấy chưa? Đi cha đi được, cha đi được ba người rồi đấy. Ham Nam. Đi được ba người nè. Thật hơn là anh đi bình thường luôn á. Ờ, em thấy cực khổ quá anh Kiên ơi. Ơ, có người, có người, có người. Mày, mày. Có người, chân ơi. Đau, đau, đau. Ôi. Wow, xe đưa bên kia nào đấy. Gì nữa đâu mà khóc vơi. Cục đá này có VDS nhá, cục đá này bắn VDS đấy. Em thấy em đi cứu anh Kiên đấy nhá. Nè, chạy tới cục đá luôn nhá. Chạy tới cục đá ngoài nhà lầu luôn nhá, cho anh rút đuổi luôn nhá. Bắn thả thằng kia ở VDS đấy. Ok. A few moments later. Lấy top 1 nào, lấy Buja nào. Yeah. Mọi người đang xem video thì đừng quên like, subscribe kênh Heavy. Và cũng như là đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Heavy nhá. Và đừng quên là giờ live Buja của mình sẽ là 18 giờ hàng ngày trên kênh Buja. ID của mình là Heavy K74. Na live mấy giờ na nhở? 5:30. Alo, nó tới anh ơi. Mày không thấy mình tao buông chai. Anh thấy, thấy anh ơi, na ở nhà đi, na vào nhà đi. Đau quá, đông quá. Oh my god. Mày, mày. Yeah boy. Mày, mày, mày. Không buồn ơi, không buồn. Ủa, nó đau vậy? Đâu ấy? Rồi, cover. Ôi giời ơi, chết. Nó chạy lên cứu nhà gỗ kìa. Nope. You know. Má ra toàn đầu thôi. Ghê chưa. Anh Kiên giờ này bắn cháy không mọi người? Nam đi. Giờ Kiên quá mọi người ạ. Ôi trời ơi. Hello bạn nhỏ. Ghê vậy ạ? Có người. Đâu? Đánh cho em à. Mà như nó không có súng. Anh lên, anh lên. Ôi. Kiên cho bạn nhớ kìa. Bạn nhớ có người kìa. À đúng. Ôi trời ơi. Cái thằng này chạy bóc mẹ đây rồi. Ôi, xe được bạn kìa. Trời chắc ư. Còn thằng Red S hay sao? Đã lo được đúng không? Được, được. Đi đi. Ok. Cứ đúng không Khen? Bạn dưới là bắn rồi, chắc bạn dưới xuống có mình. Đúng rồi. Chết tim của anh Kiên ơi. Yêu hết. Yêu hai luôn rồi. Ổn rồi anh ơi. Yếu rồi nè. À thế à. Dứa hết kèo rồi chứ. Ui sợ quá, sợ quá. À còn một trái. Rồi hết rồi nè. Yeah boy. Nope. Cái nó chạy à. Nope. Dứa 2 nè. Hả? Lúc cơ chết. What the chết hell đó. Rồi xong. À đúng cover luôn. Ôi, có người cho lương. Kìa, nó chờ lũ kìa. Ôi trời ơi. Trời, dứa bất ổn rồi. Trời, dứa bất ổn rồi. Rồi. Ôi, trời, hên. Thôi, mình sẽ đi lúc lãng xét yêu quý của mình. Vụ này nó dám mất hết xác của mình rồi. Chắc nó lúc không còn gì luôn á. Cái xác của tôi. Cái gì nữa? Cây tươi nhờ. Ôi. Cái gì vậy? Ôi chết rồi. Con rồi. Oh my god. Dứa có xu không dứa? Chạy xuống trên trại cứu anh dứa ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Nha nha lờ, nha lờ con người, nha lờ con người nè. Thấy rồi, nhưng mà không có đồ. Bắn luôn ta vào, tính tăng bom bắn luôn. Ai, lấy Suna ơi. Còn được chưa rồi. À hay. Bóp. Bóp hay nào bóp vậy? Nào bóp. Nó chết rồi, nó gục hết rồi, nó dưới mẹ mày. Ai? Gục hết rồi dưới ơi, cứu đi dưới. Nani? Nó gục rồi mà. Này lên chắc nha, lên chắc là có gì ra, có Su ấy, duyên trại cứu được. Giúp nhau lấy top 1. Em sẽ cố gắng lấy top 1. Ok.
trong tay em nên là để mất được. Nani? Bò kìa. Rồi nó cái bò rồi. Bắt nhau bên kia bên phải ấy. Ở bên này có người nè. Trong bò. Ba da ba bum pow. Ai, đó là người mê. Trời ơi, mình sắp phải không được thục dầu rồi, không được thùng dầu rồi. Muốn thục dầu lắm mà không được. Thể luôn ấy, buồn. Sáng sớm muốn tập thể dục thể thao mà không được. Lại phải lấy top 1 rồi. Là đừng vậy, chúc em đu rơi ấy. Biết rồi. Thật không thể tin được. Mình có đồng đội mình 6 kill luôn, ghê chưa? Gì ghê vậy? Ờ, cho luôn, cho luôn, cho luôn. Này quá, các bạn giữ gánh. Không kêu đen ơi. Này, ủa, em đặt kêu không ra hả? Mày làm sao? Bắn vòng với Nakame hả? Làm sao? Trời ơi, không phải thuộc dầu rồi, tích quá. Hình quá sáng không phải tập thể dục. À đu, 8-6. Đâu? À 4 con 6 luôn nha mọi người. Một quét. Nói thật cho mọi người. Thực ra mình với Nakashi đang muốn tập thể dục để thuộc dầu để thực hiện phẩm lắm. Nhưng mà không biết bắn sao mà cứ bù ra bắn. Ừ, bắn là cứ tập 1, tôi ngại lắm, không biết làm gì nhiều nữa thề. Đấy thì mọi người thấy clip này hay thì mọi người đừng quên like, subscribe kênh Heavy, Heavy Fire cũng như đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Heavy nhá. Và có thử thách gì hãy nhớ comment dưới phần chat. Còn bây giờ thì bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Số gì đây, số gì đây, cơ ra có mấy con máy gì đây. Tình yêu như vậy, gà người trẻ hóng, người già chơi gái.